Xin chào các bạn, mình là Quỳnh Ngọc Trụ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách phân biệt ba cái loại đường trong tiếng Anh mà chúng ta hay gặp phải rất thường xuyên. Đó là highway, expressway và freeway. Thế nào là highway? Thông thường các bạn hay nhầm highway có nghĩa là đường cao tốc, nhưng không phải. Highway là đường liên tỉnh, là đường nối từ tỉnh này qua tỉnh kia thì được gọi là highway. Ví dụ như ở Việt Nam mình có đường quốc lộ 1A, chính là đường liên tỉnh. Còn expressway là đường cao tốc, là đường cho phép chạy với tốc độ cao. Ví dụ cho phép chạy hơn 100 km/h. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta có đường cao tốc Long Thành Dầu Dây, đường đó được gọi là expressway. Freeway, freeway có nghĩa là đường free, có nghĩa là miễn phí. Và freeway có nghĩa là suốt tuyến đường này không có trạm thu phí thì được gọi là freeway. Vậy các bạn đã phân biệt được highway, expressway và freeway chưa?